mời bạn Hiền. Cô thấy các em tìm các tiếng rất giỏi, cô khen cả lớp. Mời bạn Nhiên. Kiểu vân gì? Mai Hải. Có mấy chữ ghi em đệm? Mấy chữ ghi em đệm? Nào, ghi lên bảng. Cô mời bạn Hiệp. Ghi âm đệm U khi nào? Khi nào? Cô Mày Linh. Em ở đứng trước thì ghi âm đệm U. Cô thấy các em đã tìm các tiếng và hiểu được bài. Cô trò mình cùng viết các chữ ghi tiếng và kể. Cô hướng dẫn viết chữ ghi tiếng quả. Chữ ghi tiếng quả có chữ cu, nét cong kín. Nét sổ thẳng. Chúng ta dê bút lên, chuyển hướng, nối vần oa. Dấu thanh hỏi đặt trên âm chính quả. Nhiều bạn viết tạo thanh đậm và đẹp.
cô hướng dẫn chữ ghi từ qua loa. Từ qua loa có hai chữ ghi tiếng, chữ qua, chữ ghi tiếng qua. Khoảng cách từ qua sang loa bằng một con chữ O. Mời Hảo Nhiên đọc nội dung bài viết. Thảo Linh điều khiển lớp. Cô nhận xét buổi học ngày hôm nay. 3 chấm bài.
Cô thấy hôm nay nhiều bạn viết tương đối tốt, như là bạn Huyền, bạn My, bạn Lê và bạn Nhiên. Một số bạn cách dê nên nối từ chữ O sang chữ A chưa được đẹp lắm. Chúng ta cần cố gắng lên nhé. Các em vừa học việc 1 và việc 2. Trước khi vào việc 3 và việc 4, cô tổ chức cho các em chơi trò chơi. Trò chơi Alibaba. Trước kia kinh đô bát đa co chẳng hề chi tên là Alibaba. Hôm nay Alibaba đến lớp 1B cùng chơi trò chơi Alibaba. Alibaba xin mời các bạn đứng lên. Alibaba. Alibaba xin mời các bạn lắc mông. Alibaba. Alibaba xin mời các bạn giơ tay cao. Alibaba. Alibaba xin mời các bạn múa dẻo. Alibaba. Alibaba xin mời các bạn quay mặt vào nhau cười cho tao. Alibaba xin mời các bạn ngồi xuống để chúng ta bắt đầu học. Số từ khó mà các em hay nhầm lẫn giữa L và N là dấu thanh. Mời Hảo Nhiên. Cô quên đọc bài. Qua loa, qua quả, quả khi. Nghĩa. Cô quên đọc bài. Qua loa, qua quả, quả khi. Thiện. Qua loa, qua quả, quả khi. Hiệp. Wow.
cô đọc theo dõi. Loa, loa, lờ, qua, loa, qua, qua, cờ, qua, qua, quả, cà, quạ. Ánh Dương. Mời bạn, bạn Hùng. Bye.